Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã nhận được công văn đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và thống nhất chủ trương về việc tạm dừng các chuyến bay chở khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Lâm Đồng và ngược lại. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương thông báo đến các hãng hàng không Việt Nam và các cơ quan đơn vị liên quan về việc tạm dừng khai thác cho khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Lâm Đồng và ngược lại để thực hiện. Xem xét giải quyết theo đề nghị của các hãng hàng không và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các chuyến bay đặc biệt nhằm phục vụ vận chuyển nhân viên y tế, vật tư, trang thiết bị y tế. Theo Cảng hàng không Liên Khương, đường hàng không từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Lâm Đồng và ngược lại có tần suất 5 chuyến bay mỗi tuần. Việc tạm dừng các chuyến bay này tạo điều kiện để địa phương Lâm Đồng triển khai thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trong thời điểm hiện nay.